À, xin chào tất cả mọi người. À, hôm nay thì Hòa Hiệp với Thúy Diễm đang quay phim ở Vĩnh Long, đang căng thẳng dữ lắm. Mấy hôm nay thấy trên mạng xôn xao về cái thay đổi ngôn ngữ gì đó mà đang lo rầu quá à Diễm. Thường thường thì trong cái đoàn phim là không được nói tục, khi mà nói tục là bị phạt 50.000 đến 100.000. Mà bây giờ mà thay đổi ngôn ngữ chỗ này giờ sao ta? Nếu giờ bị trục trặc, bây giờ nó là cục cặc, phải không? Cục cặc. Nếu mà mình nói chết rồi, Đoàn đang bị trục trặc, nói là chết cha, Đoàn đang bị cục cặc là bị phạt 50.000 đến 100.000. Đó, còn chưa đâu, bây giờ kịch bản mình hỏi làm sao ta? Chết rồi, bây giờ mình già rồi, mình phải đi học học gì? Diễm, phải học tập nói, tập viết như sao nè? Chẳng hạn như bây giờ nè, cô gái rú to kinh hể, thì giờ đổi thành là cô gái rú to kinh hãi. Rồi khoe không, khỏe không anh bạn, thì bây giờ mình sẽ đọc là xỏa xong an bạn. Ngộ vậy trời. Còn chào hỏi nhau này nha, tôi chưa bao giờ gặp phải trục trặc lớn như thế này. Thì mình bây giờ mình phải đổi là tôi chưa bao giờ gặp phải cục cặc lớn như thế này. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, ăn nói tục tiểu quá, ghê quá. Rồi chưa đâu nha, chào hỏi nha nha. Em giữ chặt anh, đúng không? Bây giờ nếu mình phải theo ngôn ngữ mới là mình phải là em giữ chặt em. Rồi đó coi. Rồi em nắm chặt anh, thì bây giờ theo ngôn ngữ mới là em nắm chặt em. Rồi đó coi. Thấy ghê quá. Rồi đó coi, tục tiểu quá. Rồi đâu, chưa đâu. Ông Hiệp đẹp nắm tục quá mọi người. Bây giờ mình còn phải hát nữa. Bây giờ đến giờ sáng sớm mình sẽ tập hát bài Bắc Kim Thang nha. Để bắt Diễm hát thôi. Bài Bắc Kim Thang này bây giờ. Bây giờ hát theo ngôn ngữ mới, bây giờ mình phải tập hát ngôn ngữ mới đi cưng. Bắc Kim Quang. Bắc Kim Quang cà lan bi giờ cô cu kèo à kèo cu cô. Cu ban dầu cu cầu ma te. Cu ban ớt ở lại làm gì? Con le le gian công vỗ quèn con bìm bìm vỗi tò tí te tò te. Ê, tự nhiên mình không bị ngọng, giờ mình theo đuổi ngôn ngữ mới là mình ngọng luôn đó Diễm. Ê, hay là phong cách mới giờ là phải nó ngọng mới hay ta. Diễm thấy sao? Sớm là hài đảo quá đó. Làm việc từ họ chưa có quay đâu. Diễm ngồi đây, Diễm mất cười quá. Diễm thấy sao Diễm? Nói chung là em rất là hại não. Không, đâu gì đâu, hại não bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ đi học lại, mình đi học lại thôi. Sẽ sớm anh Hiệp anh lấy kịch bản mình dịch sang tiếng ngoài, không có đọc. Thôi bây giờ mình làm việc đây, mình quay phim đây. Sáng sớm mà cục cặc sớm. Cục cặc sớm á. Hết cục cặc rồi, bây giờ vô quay nha. Thôi quay chút xíu mình sẽ nói chuyện thêm về cái vấn đề cục cặc này nữa nha. Bye bye.